chào các bạn đến với thẩm mỹ Roy Spa cho bởi con Trung Nam Định ạ. Các bạn có biết ngày đặc biệt nhất trong tuần của Roy Spa là ngày nào không ạ? Chắc hẳn ai cũng có câu trả lời, ngày thứ tư đúng không ạ? Ngày thứ tư hàng tuần thì bên mình được giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ. Và nhân tiện đây khi mình nhận được rất nhiều các câu hỏi của khách hàng là cái dịch vụ gì là dịch vụ hot nhất tại bên mình ngày thứ tư. Thì đầu tiên mình xin trả lời ạ. Thứ nhất đó là cái dịch vụ chăm sóc dành cho da cơ bản nhé. Thì khách nào sau điều trị này da đã đẹp rồi nên duy trì từ 7 đến 10 ngày mình chăm sóc một lần để làm sạch sâu, giữ chất thẩm thấu da mình tốt hơn nhé. Dịch vụ dành cho mặt đó là cái dịch vụ điện di để vi chất sử dụng máy công nghệ cao của Hàn Quốc cũng như là kết hợp tất cả những cái dòng sản phẩm cao cấp nhất. Thì mình nghĩ đây là một cái phương pháp mà chị em nên trải nghiệm một lần để cảm nhận được làn da trước và sau khi đẩy tinh chất nhé. Thứ ba đó là dịch vụ massage chuyên biệt dành cho bà bầu ạ. Bà bầu thường xuyên sẽ bị mỏi vùng lưng này, vùng chân tay buồn bực này dẫn đến mất ngủ ạ. Thì Roy Spa có gói chuyên biệt dành cho bà bầu sẽ giảm bớt tình trạng này cho bà bầu để lưu thông khí huyết cũng như là tốt cho em bé hơn nhé. Dịch vụ massage body dành cho dân văn phòng cũng như là chị em làm công việc nặng thì đây cũng mình nghĩ là một cái dịch vụ siêu thích ạ. Nếu những ai bị đau cổ vai gáy hoặc là đau vùng xương chậu thì khi mà massage body nó sẽ làm lưu thông khí huyết và giảm đau nhức rất là tốt ạ. Bên cạnh đó bên mình còn có gói thanh tẩy để bóng cơ thể bị mụn điện ạ. Chị em mình mùa hè này ngồi nhiều điều hòa này khiến da bị khô và mất nước nhá. Khi mà làm thanh tẩy sẽ làm cho cái da body của mình bị màng hơn ạ. Cái dịch vụ này cũng dành cho những chị em nào khi mà đi biển bị cháy bị sạn thì cũng là cái mà liệu pháp dành cho những chị em khi mà muốn cải thiện được cái màu sắc của làn da nhá. Roy Spa còn rất là nhiều dịch vụ để chị em trải nghiệm nữa nhá. Và hy vọng đây sẽ là địa chỉ uy tín của chị em khi mỗi tuần làm việc vất vả thì các chị sẽ đến đây để thư giãn.